kéo lên, kéo lên. À, nông dân chuyên nghiệp nè. Đúng rồi. Hai làng là đều đó, nông dân chuyên nghiệp là vậy đó. Hay ha. Rồi hút lại. Alo. Tới hai nè. Tới là ok không? Ok không? Được phải không? Nói chung đất ruộng mình cứng vậy mà còn xới được vậy nè. Nếu mà đất gậy mình có mưa đám hay đám là xới trồng rau dừa luôn à. À đất này đang cứng phải không? Đất ruộng qua này đất ruộng luôn phải không? Ừ. Không, xới hai lần thì ok. Phải xới hai lần phải không? Hai lần. Còn mình trồng rau cải mình xới hai lần vậy là mình xạ được rồi. Mình sửa luống đi xạ được rồi.